À, chào anh em đang xem miền Tây Sola Nay là chiều uh, chiều ngày thứ sáu ngày 15 tháng 4 2022. Thì uh, mình uh, lại tiếp tục gói đèn mọi người. Bây giờ mình sẽ gói hai cái đèn uh, khổng lồ đó uh, gửi cho anh Dũng. Uh, đèn khổng lồ luôn ha. Gửi cho anh này chú chắc chú không phải anh quá chắc chú chú à chú Dũng ở ấp uh, Hưng, Hưng, uh, uh, Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, Tân Phước Tiền Giang ha. ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, Tân Phước Tiền Giang thì đây là hai cái gdt đã gửi đi bến tre nè còn hai cái này là bác mình gửi ở mấy anh ở quê còn cái chuyến hàng hồi nãy là mình đã đem ra bưu điện hết một, một, một mớ rồi nè đem ra bưu điện gửi hết mớ rồi nói chung là mình đóng gói ngày nay giờ rồi mắc, mắc mưa nữa nãy thì gửi bưu điện mắc mưa nữa cho nên giờ hơi đuối mọi người thì ở đây là dũng ở tân phước tiền giang này lấy uh, chú chứ chú chú sorry nha sorry chú dũng ở tân phước tiền giang lấy hai cái um, Uh, GD uh, 300W w thì mình tranh thủ còn chút ánh sáng của ban ngày á, mình test cho nó ok, chứ để lát nữa trời sụp tối rồi test chế độ sạc của pin ha, không được. Đó thì uh, mình sẽ gói rất là nhanh trong uh, từ giờ tới tối này, rồi sáng mai mình uh, sẽ đi gửi ha, chứ không gửi bữa nay kịp nha mọi người. Tại vì bữa nay uh, mình gói mấy kia hết thời gian rồi, cho nên là uh, chú nhắn cái này hồi trưa nhưng mà mình không gửi gửi kịp bữa nay để hẹn ngày mai gửi ha. Sáng mai đi mình đi dạy đó, sẵn mang theo gửi luôn. Thì uh, thứ nhất là một cái gương cầu lồi 300W với uh, cái mã là uh, mã của nó là 7 7300 ha. Đây đây, đâu rồi cái hộp của nó đây, đây cái hộp này, anh em. Đây, đây, JD7300 ha. Đây là gương cầu lồi 300W. Đó thì uh, em bữa giờ mình uh, quảng cáo cái này cũng rất là nhiều và mình bán doanh số cũng nhiều á. Anh em mà uh, có coi mấy video cũ thì chắc là là thấy cái này rất là quen ha thì khi mà chúng ta mà cần một cái đèn rất là sáng và nó chống rung, ha, chống uh, mờ, uh, chống loạn ánh sáng thì chúng ta sẽ chọn cái gương cầu lồi này phù hợp để chúng ta treo con em mình viết chữ mọi người. Nó có 256 con SMD 3030 SMD này cao áp nha anh em. Nó ăn điện nhiều và nó rất là sáng ha. Cái um, uh, cái công suất của nó lớn hơn so với 5730 ha. 256 con 3030 Mỗi một con được trang bị mỗi gương cầu lòi Rất là thẩm mỹ nha Nhìn rất là đẹp Ở ngoài trước là một miếng kiến BK nè Miếng kiến này À sorry cái này không phải là kiến nha anh em Miếng BK ha. Miếng nhựa đó Nhưng mà nhựa cao cấp nha mọi người Nhìn thấy rất là đẹp đúng không Nhựa rất là cao cấp Chứ kiến không có gia công được vậy đâu anh em Kiến đâu có gia công gì mà phức tạp vậy Cái miếng, cái miếng BK này nó Nhìn nó rất là đẳng cấp luôn á ha Đẹp có dán mạc qc bát đó được, được kiểm tra rồi à, 5 chế độ báo sạc anh em đó à, 256 mỗi con được gương cầu loại ha rồi nó bộ pin lưu trữ nó là 40 mb giờ 40 mb giờ nha tấm pin sạc của nó là 55 w ha 55 w không biết phải không nữa tại vì có khi nó, nó nó để nó dán không đúng rồi coi lại coi à đúng rồi tấm pin là 55 w mọi người tấm pin 55 w tấm pin này rất dài dài thường thuộc ở đằng kia nó dài lên đây nè không hình như nó dài hơn cái tấm pin của thằng kia thằng CD 300 luôn tấm pin rất dài nha anh em thấy hàng sình sò nhìn nó đẹp mơn mởn luôn mọi người cái này dính keo nha anh em keo mình có thể đẩy ra ha hàng rất là đẹp không gương cầu lồi thì cái gương cầu lồi nó có chế độ tăng giảm độ sáng nha anh em cho nên ta có thể treo ở trong phòng ngủ cũng được ha tăng giảm độ sáng nè tăng giảm độ sáng cộng trừ nữa không chế độ 3 giờ 5 giờ Uh, on way là luôn luôn sáng còn uh, cái này là auto ha auto đặc biệt là cái đèn này nó thêm hai nút tăng giảm độ sáng nha mọi người vậy thì những anh em nào mà hỏi mình uh, mua những cái đèn nào tăng giảm độ sáng được thì đó đó gương cầu lội đó anh em mua đi anh em rồi bấm nút auto nè à, cái nút này nút on off chứ không phải auto ta bấm một cái thì nó sẽ cháy cái đèn ngủ lên và anh em thấy cái đèn ngủ của nó rất là thời trang luôn không đẹp thời trang lắm nhìn nó nó lạ lạ sao đâu mọi người ha cái đèn ngủ này có chữ solar light ha solar light đấy Đó, cái đèn ngủ ha nhìn rất là là thẩm mỹ đấy. đẹp còn bấm cái nữa thì nó sẽ bật uh, sáng đèn lên ha bật sáng đèn lên oh, ok đấy đấy hàng ok chưa anh em rất ok không đấy rất sáng nha đèn gd loại một này thì anh em biết là nó rất là sáng Đó. Rồi bây giờ tới lựa cái JD uh, 8300 830L Hai cái này đồng giá nha mọi người Cái đó với cái này là đồng giá với nhau 830L Giá cũng là một triệu tư 50 luôn ha à, Nó có 696 con SMD 5730 696 con SMD 5730 nha à, Cũng chế độ sạc ha Giá rất là sâu, đèn rất là to Này là nhôm nguyên khối nha, cái kia nãy cũng nhôm nguyên khối luôn nha anh em Bộ pin lưu trữ cũng 40 giờ luôn 696 XMD 570 8 pin sạc cũng 55 quá luôn Vậy thì anh em thấy là cấu hình giữa cái đèn này với cái đèn cái bên cạnh đó là hai cái đèn cấu hình ngang ngửa nhau vì có hình ngang ngửa nhau nên nó có giá giống nhau anh em cùng là một triệu tư năm chục ngàn phí ship khoảng trăm mấy chục ngàn nữa nha anh em đó anh em mua hàng thì đèn này thì rất là bự rất là chất lượng rồi anh em an tâm đi 696 XMD 570 ha rất là sáng bây giờ mình sẽ auto nó này. rồi on nó nè rất là sáng thấy không Đấy, ban ngày nha, ban ngày mà nhìn nó rất là sáng luôn. Đó, tấm pin nó vẫn là 55 w nhưng mà tấm pin này á nó hơi ngắn hơn tấm pin kia và cái bề ngang nó rộng hơn, không? Tấm pin này bề ngang rộng hơn và nó bề dài thì ngắn hơn tấm kia. Tấm này bề dài dài quá. Đó. Bề ngang thì hẹp hơn. Đó, kết cấu của mỗi tấm pin mỗi khác thôi chứ cũng không có gì lạ mọi người. Tất cả đều là tấm poly của hãng Zindian ha. Đấy. Đây. Đó, cái remote này có thể là, là bấm cho cái đèn lên đây được luôn em, hai cái đèn luôn. Cái remote này nè, bắt được hai cái đèn luôn ha. Đấy. Còn cái remote vàng này. Bấm đèn bên đây ok, sáng ha. Đèn nào cũng ok hết em. Thôi bây giờ mình sẽ đóng gói à, cho chuẩn chỉ mình gửi tới cho anh Dũng ở à, à, Tân Phước Tiền Giang nha. À chú chứ, sorry. Chú Dũng ở Tân Phước Tiền Giang. Cảm ơn chú đã mua hàng. hi à, hy vọng là chú sẽ còn quay lại ở những cái đơn hàng tiếp theo. À, anh em nào mua hàng nhớ liên hệ qua Zalo 076 687 4311 nha anh em à, xem kênh miền tây solar nếu mà ưng ý thì cho mình cái đăng ký kênh nha trời chiều châu thành nó tới thui rồi mọi người trời chiều rất là buồn luôn ha tới thui luôn à, xin gặp anh hẹn gặp anh em ở những cái đèn tiếp theo bây giờ mình sẽ tiến hành cái công cuộc gói hàng của mình